Ngày 3 tháng 12, Arsenal sẽ tới lòng khách trên sân của Man United. Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng thi đấu thứ 14 của ngoại hạng Anh. Theo đó thì Arteta, đây là trận đấu mà Arsenal của ông có thể sẽ không có sự phục vụ của 3 cầu thủ vì lý do sức khỏe. Trong đó có nhân tố quan trọng là Bukayo Saka. Đối gọi về tình trạng của Saka và thông tin lực lượng của Arsenal trận đấu tâm điểm này, Arteta mới đây đã chia sẻ. Hiện giờ, Granit Xhaka vẫn đang chấn thương và chưa sẵn sàng tái xuất. Cả Kolasinac cũng vậy. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nghi ngờ khả năng ra sân của Xhaka cùng một số cầu thủ khác bị đau nhẹ trong trận đấu với Newcastle. Hôm nay chúng tôi sẽ đánh giá tình hình của họ. Nếu các cầu thủ cảm thấy ổn vào ngày mai, thì tôi sẽ điền tên họ vào danh sách các cầu thủ được đăng ký cho trận đấu với MU. Và ngược lại. Bất chấp việc có được Martin Odegaard từ Real, pháo thủ vẫn muốn tiếp tục có thêm Isco. Thương vụ diễn ra thuận lợi khi mà phía LeBron Coat sẵn sàng bán đi tiền vệ 29 tuổi ngay trong tháng riêng này. Tuy nhiên, Arsenal sẽ phải cạnh tranh với Sevilla. Theo LeBron, Isco là mục tiêu chuyển nhượng mà Sevilla đã để ý rất lâu và khát khao có được anh. Tuy nhiên, giá cả là một vấn đề gây khó khăn cho Sevilla khi mà họ sẽ kỳ kèo với Real để không phải bỏ ra một số tiền quá lớn. Vậy nên, lợi thế có được Isco đang nằm trong tay của Arsenal khi mà ban lãnh đạo pháo thủ chấp nhận bảo trì. Tuy nhiên, con số mà các bên đang đàm phán và thỏa thuận thì vẫn được giữ kín. Với Luka Jovic, sau 38 lần ra sân cho Real trên mọi đấu trường, Jovic chỉ có vỏn vẹn 2 bàn. Cựu thành viên của Eintracht Frankfurt đang ngày càng bất lực trong cuộc cạnh tranh vị trí số 9 với lão tướng Benzema. Real chấp nhận lỗ nặng khi bán Jovic, thậm chí là một nửa so với khoản đầu tư ban đầu. Phía trái tiết lộ rằng, Arsenal nằm trong số muốn giúp LeBron James đẩy đi người thừa này. Vụ việc xảy ra trong nhà garage của Gabriel tại Paris, phía bắc London. Đoạn video được camera an ninh tung lên mạng đã gây chấn động bóng đá Anh. Vừa đưa xe vào garage, hậu vệ 25 tuổi của Arsenal đã choáng váng khi thấy hai tên cướp xông thẳng trước mặt. Một tên lăm lăm gậy bóng trời tiến sát lại gần Gabriel, đưa chìa khóa của chiếc xe Mercedes trị giá gần 45.000 bảng, điện thoại và cả đồng hồ đeo tay. Tên còn lại thì đứng đằng sau phụ trợ và một tên khác thì cảnh giới ở ngoài cổng. Tất cả đều chùm mặt và cực kỳ hung hãn. Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy Gabriel đã giơ tay lên đầu rồi móc chìa khóa xe và lột luôn đồng hồ. Tên cướp sau đó tiếp tục vung gậy lao tới, nhưng Gabriel đã nhanh hơn và đấm thẳng vào mặt, túm được tên cướp, lột luôn cả ba mũ trùm đầu. Cả hai cùng giằng co trong ít phút và tên cướp đã chịu thua, cả ba tháo chạy. Cảnh sát sau đó đã xác định và bắt được kẻ tấn công là Abraham Amous, 26 tuổi, hai kẻ còn lại thì vẫn chưa bắt được. Cảnh sát xác định Abraham Amous là một kẻ đã tiền án tiền sự vào năm 2009 vì tội tàng trữ vũ khí. Anh này từng bị kết án 5 năm tù vì liên quan tới một vụ cướp khác. Người đại diện của Sterling đã gặp Man City và nói rằng cầu thủ của mình không muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng. Theo vào đó, họ muốn đàm phán các tùy chọn cho một thỏa thuận cho mượn và họ muốn bắt đầu ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Điều đó có khả thi hay không thì vẫn còn phải chờ xem. Nhưng đã có một số đội bóng quan tâm, bao gồm cả Arsenal. Ký giả Ian McCary đã chia sẻ trên chương trình podcast. Không khó để nhận thấy Arsenal thiếu vắng một trong những cầu thủ chạy cánh chất lượng khi mà hợp đồng đắt giá nhất lịch sử của câu lạc bộ là Nicolas Pepe đã không đáp ứng được kỳ vọng. Có lẽ vì lý do này mà Emile Smith Rowe mới được Arteta bố trí đa dạng cánh, dù vốn dĩ sở trường của anh là tiền vệ hậu công. Trước tình hình trên, có thể nói Sterling trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho hàng công của pháo thủ. Trên thực tế thì dù trường hợp bị châm biếm bởi một vài tình huống tấu hài, nhưng sẽ không quá khi nói rằng Sterling chính là một trong cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất ngoại hạng hiện tại. Hơn nữa, theo cái lộ từ ký giả uy tín, Fabrizio Romano, ngôi sao người Anh cũng là bản hợp đồng mà Arteta khao khát có được. Từng bị nghi ngờ bởi giới chuyên môn lẫn cổ động viên của Arsenal, nhưng rốt cuộc thì Aaron Ramsdale lại trở thành một trong những bản hợp đồng thành công nhất của pháo thủ trong nhiều năm qua, góp công lớn giúp họ trở lại với cuộc đua top 4. Theo quan điểm tới từ Fabrice Mbappe, với những gì đã thể hiện trong màu áo Arsenal, Ramsdale thực sự là thủ môn xuất sắc nhất nước Anh hiện nay. Trao đổi thông qua kênh Street của mình, cựu cầu thủ của Arsenal chia sẻ: theo cá nhân của tôi, theo quan điểm của tôi, Ramsdale là thủ môn xuất sắc nhất nước Anh hiện tại. Cho tới lúc này, có một số pha cứu thua mà cậu ấy thực hiện thật không thể tin được. Mọi cú sút đều hướng tới Ramsdale, cậu ấy làm cho những pha cản phá trông thật dễ dàng. Tôi đã từng nghi ngờ Ramsdale vì cậu ấy tới từ một đội bóng đã xuống hạng
và Arsenal cũng phải tốn rất nhiều để có được cậu ấy. Nhưng Ramsdale đã có cơ hội thể hiện và rồi cậu ấy đã liên tục cứu thua. Renato Sanchez đã từng trải qua giai đoạn thảm họa tại Swansea. Tiền vệ đang chỉ có 12 lần ra sân tại ngoại ngành. Dù vậy, kể từ khi Bayern bán đứt cho Lille, Sanchez đã phần nào tìm lại phong độ. Anh khẳng định hồi đầu tháng bản thân sẵn sàng chuyển tới một câu lạc bộ lớn hơn. LL Quiz coi Arsenal và AC Milan là những điểm đến tiềm năng của cầu thủ 24 tuổi. Theo cựu ngôi sao của Arsenal, Kevin Campbell, tin rằng Sanchez là một bản hợp đồng chất lượng dành cho câu lạc bộ thành London. Chia sẻ nhận định trên Football Insider, Campbell phát biểu: "Tôi nghĩ Sanchez là một bản hợp đồng lý tưởng dành cho Arsenal. Cậu ấy phải chịu đựng từ những chấn thương, nhưng cậu ấy còn trẻ. Cậu ấy mang tới sức mạnh cho hàng tiền vệ, có thể nhận bóng, sút và kiến tạo. Sức mạnh ở hàng tiền vệ của Sanchez có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Tôi không có sự thiếu tôn trọng nào, nhưng ở trận gặp Liverpool, Arteta phải rút Sami Lokonga để bảo vệ cậu ấy trước tình cảnh bị cướp bóng hết lần này tới lần khác tại khu trung tuyến. Arsenal cần thêm chút kinh nghiệm cho vị trí này và Sanchez sẽ mang lại điều đó." Transfermarkt định giá Sanchez khoảng 30 triệu euro. Dư tâm tám cơ lấp thì uy tín, dư tâm tám cơ lấp thì quá uy tín. Chế khi game này lên game khác hết mình. Tại đây biết có tâm trạng do siêu khủng vs siêu châu, tỷ lệ ăn cực cao chưa tìm đuối sao như người hỏi lên đỉnh bao lâu. Game bài bắn kẻ đại sổ với kẻ đại sổ. Game vào chơi là thắng bởi vì không ai sẽ phải ra về. Game bài bắn kẻ đại sổ nha mọi người ơi, đây là một trong những game đang rất là hot. Dư tâm tám cơ lấp Chính như ta làm cái lắp thì quá ít đi. Em tải, em ấn vào cái link tải.